Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe sản xuất trong nước. Dự kiến với chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp xe trong nước phục hồi sau đại dịch. Theo đó, đề xuất Chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, Thời gian gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên được thực hiện chậm nhất đến ngày 20 tháng 1 năm 2022. Nếu phương án này được chính phủ thông qua, thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là kỳ nộp thuế tháng 6 sẽ được gia hạn 4 tháng, kỳ nộp thuế tháng 7 được gia hạn 3 tháng và kỳ nộp thuế tháng 8 được gia hạn 2 tháng, kỳ nộp thuế tháng 9 là 1 tháng. Tổng cộng số tháng được gia hạn là 10 tháng cho 4 kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9. Theo Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã hứng chịu trên 4.600 cuộc tấn công mạng. Cụ thể, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý trên 930 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 9,37% so với tháng 3 năm 2022. Trước đó, cũng theo thống kê từ hệ thống của Trung tâm, trong quý 1 năm 2022, đã có trên 3.600 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, được cơ quan này ghi nhận, cảnh báo và xử lý. Còn chưa đầy một tuần nữa, cổng đăng ký dự thi tốt nghiệp trung Hòa thông năm 2022 sẽ đóng lại. Đây là năm đầu tiên mà học sinh lớp 12 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tuyến và chỉ được đăng ký một lần và không được điều chỉnh, nên những ngày này nhiều thí sinh lẫn phụ huynh vẫn cẩn trọng chưa đăng ký ngày vì là lần đầu tiên áp dụng đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học thông bằng hình thức trực tuyến nên tâm lý chung của các bậc phụ huynh và học sinh đều cẩn trọng và tỉ mỉ việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học thông năm nay được đánh giá là dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều nhưng không vì thế mà các thí sinh chủ quan bởi chỉ cần một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học thông trong khi kết quả của kỳ thi này lại là một trong các tiêu chí xét tuyển đại học cao đẳng để có được kết quả cao nhất lời khuyên là các thí sinh không nên dồn đăng ký vào những ngày cuối trước khi điền thông tin phụ huynh và học sinh nên ghi ra giấy trước. Cổng đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học thông năm 2022 sẽ đóng lại vào 17 giờ ngày 13 tháng 5. Cơ quan chức năng thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện bắt giữ khẩn cấp đối tượng Giàng Áp Báo, cư trú tại tổ 4, phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, người đã trồng trái phép hơn 900 cây thuốc viện trong vườn nhà. Qua đầu tranh đối tượng giang Áp páo khai nhận toàn bộ số cây bị phát hiện thu giữ là cây thuốc viện do mình trồng tại khu vực vườn của gia đình từ tháng 2 năm 2022 với mục đích lấy nhựa của cây thuốc viện làm thuốc chữa bệnh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số cây nghi là cây thuốc viện và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giang Áp páo để điều tra về hành vi trồng cây thuốc viện quy định tại điều 247 của Bộ luật hình sự. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang Á Báo được Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Sapa phê chuẩn cùng ngày. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Anh Nguyễn Đình Thuần ở thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mặc dù là một cử nhân công nghệ thông tin, nhưng lại được rất nhiều người biết đến là một điển hình trong sản xuất nông nghiệp, với mô hình trồng mận hậu theo hướng hữu cơ. Sau đây mời quý vị và các bạn hãy tìm hiểu mô hình trồng mận hậu của anh. Để trồng và chăm sóc mận hậu theo hướng hữu cơ, quyết định đầu tiên có tính đột phá của anh Nguyễn Đình Thuận là thuyết phục gia đình cắt tỉa khoảng 700 cây mận già, mận to của gia đình đã trồng từ năm 1994, sau đó chăm sóc bón phân theo quy trình organic, mỗi tháng bón phân một lần, cứ một lần bón phân hữu cơ lại một lần bón phân vô cơ. Đến cuối năm thì cắt tỉa, phun vôi, phun sun phát đồng cho khỏi rêu. Sau khi cắt tỉa xong lại bón phân theo đúng quy định. Các sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ luôn là ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng, nên giá trị kinh tế từ các sản phẩm này cũng rất cao. Hiện nay gia đình anh Thuận đã có 5 hecta đất trồng cây mận hậu, trong đó hơn một nửa diện tích đang cho thu hoạch và cho gia đình nguồn thu lãi từ 500 đến 700 triệu đồng.